Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ hai đầu tuần tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, Khi mà đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và wow các bạn, ngày hôm nay là một ngày mà có thể nói là cực kỳ sôi so động. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có cảm giác này. Như mới nào mà chỉ mới tham gia vào thị trường crypto trong vòng 2 năm qua đó thì có thể là đây là lần đầu tiên các bạn có cảm giác như vậy. Đây đó là cái cảm giác mà thường đã từng chia sẻ với các bạn. Khi mà run nó tới rồi đó thì cảm giác nó sẽ rất là khó tả các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là chúng ta đang chứng kiến những ngày mà khôi tăng ra hai con số hay là o kho sẽ tăng còn nhiều hơn cả bịch khôi. Tuy là bây giờ đó chúng ta thấy sôi động nhưng mà phần lớn những con o sẽ thì vẫn chưa trở lại đỉnh cũ. Khi mà những o kho trở lại đỉnh cũ rồi đó thì nó còn sôi động hơn nữa các bạn. Cái cảm giác này là cảm giác mà chúng ta đã từng có năm 2017, năm 2020 và năm 2021 các bạn Cảm giác đó đã thực sự trở lại với thị trường rồi Và cảm giác ngày hôm nay đó là như thế này các bạn <laughs> Như các bạn nhìn thấy cái meme thường chia sẻ trên màn hình Những ngày thế này đó thì chủ yếu chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng Tại vì chúng ta cũng đã từng trải qua những thời điểm cực kỳ khó khăn các bạn. Gần đây nhất đó là năm 2022, trước đó nữa là năm 2018 19 Cực kỳ khó khăn luôn những lúc mà chúng ta chỉ có thầy nói chuyện với nhau mà thôi các bạn. Tại vì tất cả mọi người đó thì đều chọc quê chúng ta, tất cả mọi người đó đều xa lánh thị trường này. Lúc đó đó thì chúng ta có nhau thôi các bạn, chúng ta đồng lòng cùng nhau để vượt qua những cái ngày tháng khó khăn để thấy được những cái ngày tháng như hôm nay chúng ta nhìn thấy được là giá Bitcoin ngày hôm nay đã lên tới cái mức cao đó hồi nãy đó là cái T2 tới đồng hồ là khoảng 89.600 đô chúng ta chuẩn bị chạm 90.000 đô các bạn hiện bây giờ chúng ta đang xoay quanh cái mức là 89.000 đô và các bạn nhìn thấy được là giá Bitcoin tăng rất là kinh khủng luôn từ khi mà chúng ta bắt đầu có cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ các bạn nhìn thấy được là một ngày trước đó đó ngày 4 tháng 11 đó lúc đó giá Bitcoin chỉ có khoảng chừng là 67.000 đô mà thôi và sau đó tăng rất là nhanh cho bạn giống như là thường thường chia sẻ với các bạn trong thị trường tài chính á, thì mọi thứ nó sẽ từ từ rồi đột ngột như là các bạn nhìn thấy và chúng ta cũng đã thấy là lần này đã không phải chỉ riêng là Bitcoin tăng trưởng mạnh giống như là hồi tháng 3 mà chúng ta cũng đã có rất nhiều altcoins cũng đã chạy theo Bitcoin các bạn và nhiều altcoins tăng còn nhiều hơn nữa chúng ta nhìn thấy được trong vòng 7 ngày qua đó chúng ta có Ethereum tăng 37.7% trong khi Bitcoin nó thì tăng 30.7% các bạn chúng ta có Solana tăng 38.5% chúng ta có Dogecoin tăng 119 các bạn hôm nay đó, Dogecoin lại tăng thêm 23.2% nữa và nhiều những core coins cũng đã có, có sự tăng trưởng rồi. Như thường vừa chia sẻ ở đầu video đó, hiện bây giờ các bạn đã cảm thấy mọi thứ nó cực kỳ sôi động. Mặc dù là rất nhiều đồng core thì vẫn chưa có lập đỉnh mới các bạn. Khi mà những core coins này trở lại đỉnh cũ và là đỉnh mới đó, thì lúc đó nó còn sôi động hơn nữa. Và chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay đó, toàn bộ thị trường là một màu xanh. Chúng ta thấy được là cả tuần này thị trường là một màu xanh và cả tháng này thị trường là một màu xanh. Và vốn hóa của Dogecoin đã vượt qua vốn hóa của công ty Ford các bạn Đó chính là công ty sản xuất xe đã có lịch sử 121 năm các bạn <laughs> nên <laughs> chúng ta mới thấy hôm nay có rất là nhiều meme và không phải là thuận chia sẻ cái này với các bạn mà chúng ta thấy được là trên đài Fox News họ đã chia sẻ là Dogecoin bây giờ đã có vốn hóa còn nhiều hơn cái công ty sản xuất xe ô tô Ford. <laughs> các bạn thấy được là vốn hóa Dogecoin là bây giờ để thuận xem coi là bao nhiêu các bạn là 52 tỷ đô la, gần 53 tỷ trong khi mà vốn hóa của công ty Ford đó các bạn nhìn thấy được là chỉ có 43 tỷ mà thôi. <laughs> nên các bạn mới thấy rất nhiều những cái meme hiện bây giờ xuất hiện. Các bạn nhìn thấy cái meme dục sách này đã cũng đã xuất hiện nhiều lần rồi các bạn. Và cuốn sách trên màn hình đó chính là The Intelligent Investors của Ben Graham <laughs> Một trong quyển sách mà người ta rất là quan tâm khi mà đi theo trường phái đầu tư giá trị các bạn. Nhưng mà với tình hình bây giờ đó thì các bạn cũng đã thấy rất là nhiều những cái meme vứt sách như thế này. Và chúng ta cũng đã thấy được là trên những cái trang web lớn đó, truyền thống, chúng ta đang nói tới những trang như là Bloomberg, CBC thì hồi sáng này tất cả những thông tin lớn các bạn các bạn nhìn thấy được thường chụp lại cái màn hình trên điện thoại đó thì những cái thông tin lớn nó toàn là liên quan đến crypto các bạn thấy được đây là ở trên cái ứng dụng cnbc các bạn một trong những cái ứng dụng lớn liên quan đến tài chính mà người ta xem thường xuyên mà chỉ nói về crypto mà thôi hồi sáng này và không chỉ riêng là chúng ta nói tới CBC mà ngay cả trang chính của Bloomberg các bạn ngay chính giữa luôn vị trí tốt nhất đó, thì cũng là liên quan tới Bitcoin các bạn thấy nhìn thấy được là hôm nay có thể nói là Bitcoin crypto đó đã, đã là một cơn sốt rồi các bạn nó không phải chỉ là một ngày mà giá tăng chữ mạnh nữa nó là một cơn sốt ngày hôm nay luôn và chúng ta cũng thấy được là với vốn hóa của Bitcoin hiện bây giờ đang refresh lại chúng ta nhìn thấy Bitcoin đã vượt qua bạc và trở thành tài sản có vốn hóa lớn thứ 8 trên thế giới như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Trước đây đó thì Bitcoin cũng đã từng vượt qua bạc một lần rồi các bạn, nhưng mà sau đó đương nhiên chúng ta cũng đang thấy giá Bitcoin đã có cái sự giảm xuống trong cái mùa đông năm 2022 và từ từ tăng trở lại. Tới bây giờ đó thì Bitcoin một lần nữa lại vượt qua thị trường bạc và chỉ đứng sau lưng công ty Saudi Aramco các bạn và bên trên là Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, Nvidia Và tới cuối cùng chính là vàng các bạn Nhưng mà vàng là một tài sản mà có vốn hóa cực lớn Là tới 17.6 nghìn tỷ đô la các bạn Bitcoin bây giờ chỉ có 17.000 tỷ mà thôi Thì vẫn còn rất là nhiều Cái khoảng cách giữa Bitcoin và vàng hiện bây giờ Nhưng mà 30 năm qua đó thì Bitcoin liên tục lên hạng các bạn Các bạn đã nhớ là có một cái thời kỳ Bitcoin đây Vào được cái top 20 thôi thì mọi người cũng đã um sùm lên rồi các bạn Mọi người rất là hào hứng Bây giờ Bitcoin không những là trong top 10 mà các bạn thấy là còn qua mặt Luôn cả công ty Facebook về mặt vốn hóa Qua cả thị trường bạc về mặt vốn hóa luôn Chúng ta đã thấy Bitcoin nằm trong top 10 rồi Và mọi thứ đó diễn ra rất là nhanh chóng các bạn như thường đã chia sẻ Mọi thứ trong thị trường tài chính đó, thường là từ từ rồi đột ngột 100.000 đô đó từ đến cuối năm bây giờ nó không còn là một cái mục tiêu gì mà người ta cười nữa các bạn tại vì 100.000 đô với cái mức giá Bitcoin bây giờ là gần 90.000 đô đã là 89.000 mấy trăm đô rồi thì Bitcoin chỉ cần tăng thêm mười mấy phần trăm nữa thôi là có thể đạt được cái mức 100.000 đô trong khi mà ngày hôm nay đó các bạn nhìn thấy được là Bitcoin đã tăng 10% rồi có nghĩa là 100.000 đô nó nhanh hơn các bạn tưởng rất là nhiều. Đây là một cái mục tiêu mà chúng ta cũng đã nói đến rất nhiều năm rồi các bạn. Rất là nhiều người kỳ vọng 100.000 đô là sự thật của năm 2021. Cuối cùng nó thì giá lên tới 69.000 đô và không thể lên tiếp tục nữa các bạn. Và 100.000 đô đó trong vòng mấy năm qua nó vẫn là một cái mục tiêu mà rất nhiều người hướng tới. Và lần này đó chúng ta đã tới gần hơn bao giờ hết. Và chúng ta cũng thấy được là với sự tăng trưởng này đó thì công ty Michael Strategy đã đang gồng lãi là 12 7 tỷ đô la các bạn Hôm nay đó thì Michael Saylor đã thông báo là Michael Strategy đã mua thêm 2,03 tỷ đô la BTC các bạn nghĩa là khoảng 27.200 Bitcoin với mức giá là khoảng 74.463 đô cho mẫu Bitcoin trong cái đợt mua này Nhưng mà tính cho đến ngày hôm nay đó họ đang nắm giữ tổng cộng là 279.420 BTC nghĩa là khoảng gần 12 tỷ đô la các bạn với cái giá trung bình là khoảng 42.692 và các bạn thấy được là họ bỏ ra 12 tỷ bây giờ họ đang gồng lãi là 12.7 tỷ họ đang có lời gấp đôi rồi các bạn và đương nhiên Michael Strategy mới đầu thu mua thì họ thu mua những cái mức cao rồi mọi người cười họ khi mà giá giảm năm 2022 các bạn nhưng mà các bạn thấy là Michael sailor tiếp tục trung bình giá và cái mức giá mua của Michael Strategy từ từ giảm xuống khi mà họ tiếp tục thu mua và thu mua năm 2022 rồi năm 2023 rồi từ đầu năm nay cho tới bây giờ Bây giờ đó một bịch của họ mua trung bình chỉ có 42.692 đô mà thôi. Họ đang gồng lại rất là nhiều. Và các bạn cũng đã thấy là cổ phiếu của MicroStrategy ngày hôm nay lại đạt đến mới các bạn. Có thể nói đây là một cái ví dụ rất là thành công về việc một công ty tích lũy Bitcoin và khiến cho giá cổ phiếu tăng như thế nào tạo ra biết bao nhiêu là lợi cho cổ đông các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là nhiều công ty bây giờ họ muốn theo gót chân của Michael Strategy đây là một công ty mà ít người biết đến các bạn hồi năm 1995 đó thì nhiều người biết đến Michael Strategy hơn nhưng mà sau khi có bong bóng com đó thì công ty này đã trở thành một công ty bị lãng quên các bạn nhưng mà sau khi mà họ bắt đầu công bố cái kế hoạch tích lũy bịch kho từ năm 2020 thì mọi người một lần nữa lại chú ý đến công ty MicroStrategy và cổ phiếu của họ đó không những là có thể trở về cái đỉnh cũ của thời bong bóng, bóng com mà bây giờ còn vượt qua và đạt đỉnh mới nữa các bạn. Đó là hiệu ứng của Bitcoin. Các bạn cũng đã thấy được là một quốc gia khác nữa chính là Salvador thì trước khi mà Salvador công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp và bắt đầu tích lũy Bitcoin đó thì các bạn đã từng nghe nói tới El Salvador hay là chưa? Bây giờ thì cả thế giới biết đến El Salvador đó là hiệu ứng của Bitcoin các bạn và mang đến rất nhiều lợi ích không những là giá tăng không mà mang đến thuế, mang đến người du lịch, mang đến những công ty liên quan đến Bitcoin crypto đến El Salvador và các bạn cũng thấy được chiến lược của họ đó thì tích lũy một Bitcoin một ngày và họ vẫn tích lũy cho đến bây giờ và các bạn nhìn thấy được là hiện bây giờ đó thì El Salvador đang có lợi nhuận họ đang gồng lãi là 119 triệu đô la và MicroStrategy đó thì các bạn đã biết là họ sẽ tiếp tục thu mua thêm Bitcoin nữa Và họ có kế hoạch là trong vòng 3 năm tới đây đó, thường nhớ là trong vòng 3 năm Họ sẽ kêu gọi thêm tổng cộng là 40 tỷ đô la Có nghĩa là cái con số họ kêu gọi nhiều gấp mấy lần cái con số mà họ đã tích lũy trong vòng mấy năm qua các bạn Tại vì các bạn thấy họ chỉ bỏ ra có 11,9 tỷ đô la để mua Bitcoin mà thôi Thì cái số lượng đó bây giờ đáng giá là hơn 20 mấy tỷ Nhưng mà cái số họ bỏ ra chỉ có là 11,9 tỷ mà thôi thì trong vòng những năm tới đây đó họ sẽ kêu gọi tổng cộng là 40 tỷ gấp mấy lần con số này để tiếp tục thu mua Bitcoin các bạn tại vì họ không muốn bị bỏ lại phía sau khi mà chúng ta thấy những cái quỹ ETF nó tích lũy ngày càng nhiều nhất là BlackRock chúng ta sẽ nói thêm về tình hình của ETF một lát nữa. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái thông tin như là Bernstein thì chúng ta thấy được là đây là công ty mà rất là bullish về Bitcoin và crypto một thời gian dài rồi và họ quản lý 800 tỷ đô la các bạn, họ vừa gửi thông báo hồi sáng này đến khách hàng và họ đã nói khách hàng điều gì các bạn? Họ đã nói là chào mừng đến với bull market của crypto, hãy mua tất cả những gì mà bạn có thể, đừng chống lại xu hướng này, hãy tăng cường tiếp xúc với crypto càng sớm càng tốt các bạn đó chính là cái mà họ đã nói với cái này của họ cực kỳ bullish luôn cho anh nên nhớ đó là trong khi mà thị trường đầy lo sợ khi mà có tin tốt đó giá tăng thì nhiều người lại đua nhau bán vì sợ là giá sẽ giảm tiếp. Nhưng mà ngược lại khi mà thị trường FOMO đó, dù có tin xấu và giá giảm, mọi người vẫn đua nhau tích lũy vì sợ giá sẽ tiếp tục tăng. Chỉ nói ngày hôm nay thôi đó thuần đã nhận được biết bao nhiêu là tin nhắn các bạn hôm qua tới bây giờ đã nhận được tin nhắn từ một số bạn hỏi thuận là giá Bitcoin có điều chỉnh hay là không à, hay là có nên mua bây giờ hay là không các bạn. <laughs> khi mà chúng ta thấy giá đang tăng như vậy và ngay cả những người mà thường quen biết đã cũng nhắn tin thuận giống như ngày hôm nay đó cái người mà giúp thuận mua bán nhà các bạn có nghĩa là cái người mà môi với bất động sản đó thì cũng nhắn tin thôi thuận là bây giờ crypto tăng như vậy đó có nên mua hay là không tại vì họ vừa mới bán một căn nhà và có tiền dư thì chúng ta cũng đã thấy đây là cái hiện tượng cho thấy là có rất là nhiều bạn đang lưu trữ tiền mặt đã không có thu mua trong thời gian qua các bạn. Không có tích lũy thời gian năm 2022, không có tích lũy thời gian năm 2023. Và năm nay đó chúng ta có một số cái đợt điều chỉnh xuống còn 49.000, 50.000 thì cũng không có tích lũy. Cho nên bây giờ đã thấy giá tăng như vậy thì đương nhiên những ai mà đang lưu trữ nhiều tiền mặt thì họ sẽ rất là nóng lòng các bạn. Và thuận không phải là chỉ nói riêng về crypto mà cả thị trường tài chính luôn một lát thì sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà ngày hôm nay đã cả ba chỉ số lớn đó chính là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đó thì đều đã đạt cây đỉnh mới ngày hôm nay liên tục đạt đỉnh mới và những ai mà lưu trên mặt đó thì họ đang rất là nóng lòng hiện bây giờ muốn thấy một cái đợt điều chỉnh để có thể là thu mua và những cái thông tin thì nhận được đó là nhiều bạn nói là chúng ta có thể thấy giá điều chỉnh về 72.000 đô để thu mua hay là không. Các bạn nên nhớ là một tuần trước, chỉ một tuần trước mà thôi 72.000 đô là một cái mức giá mà làm chúng ta cực kỳ vui và phấn khởi các bạn Bây giờ 72.000 đô là một cái mức giá gọi là thấp <laughs> để có thể thu Bitcoin Mọi thứ đã thay đổi rất là nhanh chóng Và chúng ta có thể thấy được biểu đồ của Bitcoin như thế này là Chúng ta đang ở trong một cái vùng gọi là Price Discovery Có nghĩa là chúng ta đã phá đỉnh cụ định mới liên tục Và đương nhiên khi điều đó xảy ra thì bên trên này Chúng ta không có bất cứ một lịch sử giá nào hết Cho nên không một ai có thể cho các bạn biết là giá nó sẽ tăng tới đâu Trước khi mà có một sự điều chỉnh Tại vì sớm muôn gì đó cũng sẽ có một cái sự điều chỉnh nhưng mà khi nào thì không ai có thể cho các bạn biết được hết tại vì bên trên này chúng ta hoàn toàn không có dữ liệu giá có thể nói là thị trường bây giờ đó có rất là nhiều người họ muốn chờ đợi để mà thu mua thêm nếu như mà chúng ta thấy có một sự điều chỉnh đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy những người mà chờ đợi họ có thể là sẽ thu mua hay là nếu như mà giá tiếp tục tăng đó thì càng tăng sẽ khiến cho những người mà chờ đợi họ sẽ mất kiên nhẫn và họ sẽ thu mua các bạn đẩy giá tăng thêm nữa khi nào chúng ta mới thấy một sự điều chỉnh thì chẳng ai biết được đâu các bạn ở cái thời điểm bây giờ đó thì chỉ khi nào mà chúng ta thấy có một tin tức gì đó hay là chúng ta thấy một số người họ đã có lời quá nhiều họ bắt đầu chút lời dẫn đến giá nó bị khựng lại rồi dẫn đến là những người mà có lời khác họ cũng chốt lời theo luôn thì chúng ta mới có một sự điều chỉnh mà thôi nhưng mà điều đó khi nào xảy ra thì làm sao chúng ta biết được các bạn chúng ta cũng đã thấy khi mà giá tăng lên tới 80 000 đô thì nhiều người nói là sẽ có sự điều chỉnh thì cũng không có rồi tăng tới 85 cũng không có các bạn bây giờ lên tới 89 000 đô thì cũng chưa có sẽ có nhưng mà khi nào không biết các bạn và khi mà điều chỉnh thì không có gì đảm bảo là nó sẽ điều chỉnh xuống dưới cái mức hiện bây giờ hoàn toàn có thể là điều chỉnh rồi cái mức đó vẫn cao hơn mức hiện tại Điều đó đó thì hoàn toàn có thể các bạn. Như thường chia sẻ đầu video những ngày thế này để chúng ta chỉ có thể tận hưởng mà thôi các bạn. Nhất là những bạn nào mà đã thu mua trong thời gian qua rồi. Và chúng ta cũng thấy được là ngân hàng JP Morgan thì họ nói là Trump có thể gỡ bỏ các quy định đối với Bitcoin và crypto. Điều này rõ ràng là có lợi cho những ngân hàng như chúng tôi. Thì các bạn cũng thấy được những ngân hàng này đó họ đã muốn tham gia vào thị trường này mạnh mẽ hơn. Nhưng mà họ lại không thể tại vì có những cái quy định như là SAP 121. À, chúng ta cũng nên nhớ đó là cái quy định mà quốc hội đã bỏ phiếu để bãi bỏ. Nhưng mà cuối cùng nên thì Tổng thống Joe Biden lại phủ quyết cái dự luật đó dự luật đó nó sẽ bãi bỏ cái quy định sáp 121 có thể hiểu đơn giản đó là một cái quy định liên quan đến kế toán và quy định đó đã khiến cho những ngân hàng họ không thể tham gia vào thị trường crypto này tự do được các bạn khi mà những quy định đó bị gỡ bỏ đó thì có thể dẫn đến nhiều ngân hàng sẽ tham gia vào lĩnh vực này hơn và khi mà họ đứng bên ngoài họ nhìn những công ty như là BlackRock có cái số lượng tiền kinh khủng vào quỹ của họ hàng tuần các bạn khi mà họ nhìn vào những cái công ty như là Tether, những công ty như là Binance, Coinbase khi mà nhìn thấy giá cổ phiếu của những công ty này tăng liên tục khi mà nhìn thấy lợi nhuận thì cực kỳ kinh khủng thì những hàng này họ đã không chờ được rồi các bạn cho nên chúng ta mới thấy là họ đang chờ đợi chính quyền của Tổng thống Trump sẽ gỡ bỏ những cái quy định đó với Bitcoin Crypto để họ có thể tham gia vào tại vì ai cùng một phần của thị trường này hết các bạn. Và chúng ta cũng có thể thấy được là cái đợt tăng trưởng này đã thu hút rất là nhiều những cái sự hứng thú đến từ nhiều người mới. Một trong những dẫn chứng đó là các bạn thấy là ứng dụng Coinbase. Đây là một trong những cách mà các bạn đo lường xem coi là có bao nhiêu người mới đến thị trường này. Tại vì nếu như mà có nhiều người vừa tham gia đó thì ở Hoa Kỳ phần lớn họ sẽ bắt đầu từ Coinbase. Đây là một ứng dụng rất là dễ sử dụng các bạn. Các bạn có thể kết nối ngân hàng và có thể là thu mua ngay lập tức. Chứ không cần phải chờ đợi lâu. Đó là một ứng dụng rất dễ sử dụng mặc dù là cái phí rất là mắc. Nhưng mà đối với một người bình thường đó, thì ứng dụng này là cái cánh cửa đầu tiên thì các bạn thấy được là ứng dụng Coinbase đã xếp hạng 58 trong tất cả ứng dụng. Các bạn cứ nghĩ đến ở trên App Store có bao nhiêu ứng dụng thì các bạn cứ thấy được là ứng dụng Coinbase trong hàng ngàn, có thể là hàng triệu ứng dụng đó thì Coinbase xếp hạng thứ 58 các bạn và trong tất cả ứng dụng tài chính thì Coinbase đã xếp hạng thứ tư trong những cái ứng dụng được tải nhiều nhất trong thời gian gần đây và các bạn thấy được là cái bảng xếp hạng này đã tăng so với lại ngày hôm qua lúc đó đó thì ứng dụng Coinbase xếp hạng thứ 81 trong tất cả ứng dụng và thứ 8 trong tất cả ứng dụng tài chính bây giờ đã tăng hạng rất là nhanh chóng các bạn chỉ trong vòng một ngày mà thôi và chúng ta cũng thấy được là Tether đó thì hôm nay cũng vừa in thêm 2 tỷ USDT lần này đó thì tôi có thể thường bấm vào sớm quá hay sao thường chưa thấy CEO của Tether nói gì hết các bạn chắc là họ in rồi dùng luôn chứ không để dành nữa <laughs> và nói tới Tether đó thì từ năm tới bây giờ chúng ta thấy được là Tether USDT đã tăng 34,27% nguồn cung đạt 123,17 tỷ đô la phần lớn đó đồng USDT được phát hành trên blockchain Tron và Ethereum. Gần đây chúng ta thấy được là họ tăng tốc để mà phát hành trên Ethereum có thể nói là có gì đó đang xảy ra trên mạng lưới của Ethereum. USDT cũng dẫn đầu về khối lượng giao dịch hàng ngày chiếm 81 tỷ đô la trong tổng 104,28 tỷ đô la giao dịch toàn cầu, dù có sự cạnh tranh từ những stablecoin mới như là USDS và USDE. Nhưng mà đồng Tether vẫn giữ vững vị thế thống trị cái sự lo lắng về Tether đó thì thường đương nhiên là hiểu rất rõ rồi các bạn bao nhiêu năm qua chúng ta luôn nói đến là Tether có thật sự có tiền để mà đảm bảo cái số lượng Tether in ra hay là không và câu trả lời là không ai biết hết các bạn mặc dù là chúng ta cũng đã thấy là thứ nhất là có cái văn bản chứng chỉ đến từ công ty BDO là công ty kiểm toán lớn thứ năm nhưng mà đó không phải là một cái bài kiểm toán đó chỉ là một cái chứng chỉ là ngày hôm đó họ nhìn thấy cái số tài sản này mà thôi và công ty Cantor Fitzgerald cũng đã đứng ra để mà đảm bảo là Tether có cái số lượng tiền này Nhưng mà ngoài hai nguồn đó ra đó thì chúng ta không biết thật hư như thế nào Nhưng mà thường đó thì mọi thứ xảy ra khi mà tình hình trở xấu các bạn chúng ta thấy được là những công ty như là Triero Capital, chúng ta nói tới những công ty như là FTX đó, thì họ sụp đổ không phải là lúc bull market năm 2021 mà khi mà thị trường trở xấu đi năm 2022, thì ít nhất đó, nếu như chúng ta tin vào chu kỳ bốn năm đó, thì tình hình bây giờ và năm sau thì mọi thứ vẫn sẽ ổn các bạn, hy vọng là như vậy, tại vì Tether vẫn là đồng stablecoin thống trị và chúng ta cũng có một vài thông tin, thật ra hôm nay chúng ta có một vài thông tin nhưng mà hầu nhưng cũng không quan tâm các bạn tại vì giá nó cứ tăng liên tục thị trường rất là sôi so động chúng ta được là Tether đó, thì cuối cùng họ cũng đã ra mắt sản phẩm mới của họ đây là một cái sản phẩm mà có thể tạo những cái ví những cái ví này thì có ví phi tập trung nhưng mà có thể được sử dụng bởi AI thôi cũng chưa có thời gian để mà đọc kỹ các bạn nhưng mà nói chung đó sản phẩm mới của họ chính là cho phép những cái developer đó những người mà làm phần mềm có thể tạo những cái ví được sử dụng bởi AI và chúng ta cũng có cái bài thuyết đến từ CG các bạn và CG đó chỉ viết cái câu là crossing the chasm finally các bạn thì cái này nghĩa là gì thì các bạn cũng đã nhớ thôi nó chừng chia sẻ với các bạn nó cái một cái biểu đồ mà rất là quen thuộc cho những ai mà đam mê đầu tư công nghệ cho các bạn thấy được đây là một cái biểu đồ mà nó cho các bạn thấy được là cái quãng đường đầu tư một công nghệ mới như thế nào thì có thể nghĩ đơn giản đó chúng ta thấy được là từng phần một đi thì tuốt ở bên tay trái đó đây là cái phần gọi là innovators những người mà đam mê công nghệ thì chúng ta nghĩ đến bitcoin những người đầu tiên sử dụng bitcoin không phải là những nhà đầu tư các bạn không phải là những người mà họ tò mò mà những người đầu tiên sử dụng bitcoin là những người mà đam mê công nghệ họ sử dụng đầu tiên và đó là cái phần rất nhỏ mà thôi là ước tính là khoảng 2.5 phần trăm của tất cả những người mà sẽ sử dụng sau này kế đó chúng ta có những người mà tiên phong các bạn những người mà chấp nhận sớm hay còn gọi là visionaries. Đây là cái số lượng người chiếm khoảng 13.5% và tôi nghĩ là những người nào mà theo dõi kênh bao nhiêu năm qua những người nào mà đã đầu tư crypto có thể nói là từ năm 2012 cho đến cái thời điểm có thể nói là bây giờ đó thì cũng có thể xem như là những người chấp nhận sớm các bạn phần lớn mọi người bên ngoài họ vẫn chưa có chấp nhận Bitcoin Crypto là một tài sản hay là một công nghệ có thể sử dụng hàng ngày hay gì hết các bạn họ không chấp nhận luôn thì những ai mà chấp nhận bây giờ đó vẫn là những người mà chấp nhận sớm nhưng mà cái phần kế tiếp mới là quan trọng các bạn gọi là The Chasm nghĩa là một khoảng cách hay là cái tôi nghĩ đơn giản hơn đây là một cái vực thẳm các bạn không phải là công nghệ nào cũng có thể vượt qua được vực thẳm này các bạn thấy được là những công nghệ mới họ thường sẽ từ giai đoạn 1 là những người đam mê công nghệ rồi tới những người mà tiên phong chấp nhận sớm nhưng mà sau đó đó họ lại không thể vượt qua được cái chasm, cái vực thẩm này các bạn có nghĩ đến một số những công nghệ gần đây chúng ta vẫn chưa chắc chắn là có vượt qua được hay là không, nhưng chúng ta nói là cái mắt kính của Apple, các bạn đã nhớ là cái mắt kính VR của Apple thì chúng ta thấy được là những người đam mê công nghệ thì đương nhiên họ muốn thử, những người tiên phong chấp nhận sớm họ cũng muốn thử nhưng mà phần lớn những người bên ngoài, những người bình thường họ vẫn chưa có muốn sử dụng cái công nghệ VR đó của Apple không muốn đeo cái mắt kính đó của Apple thì chưa chắc là chúng ta có thể vượt qua được cái vực sâu này nhưng mà đây mới là cái phần quan trọng khi mà chúng ta vượt qua được cái vực thẳm này rồi chúng ta đi tới một cái phần kế tiếp đó chính là gọi là early majority các bạn nghĩa là phần lớn hay là nhóm đa số ban đầu. Chúng ta bắt đầu bước qua cái nhóm đa số các bạn chiếm khoảng chừng là 34% của cái số lượng người sử dụng. Rồi chúng ta bắt đầu mới bước qua cái nhóm gọi là conservatives. Có nghĩa là đây là cái nhóm late majority các bạn, cái nhóm đa số trễ. Và chúng ta cuối cùng đó thì mới đến cái phần còn lại là 16% là laggers Có nghĩa là những người chấp nhận chậm các bạn họ là những người có sự hoài nghi lớn có thể nói tới là những người mà bây giờ họ mới bắt đầu sử dụng mạng xã hội thì họ là cái phần laggers các bạn tới bây giờ đó họ mới bắt đầu là sử dụng những ứng dụng như là x hay là facebook thì họ sẽ nằm ở cái phần tuốt bên đây thì các bạn thấy được là đối với lại cg của binance chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua được cái phần quan trọng nhất mà không phải công nghệ nào cũng vượt qua được các bạn đó chính là chúng ta đi từ những người chấp nhận sớm như người tiên phong qua bên nhóm đa số sớm hay là nhóm đa số ban đầu và đương nhiên những ai mà đầu tư sớm giống như là những người mà tiên phong đó thì họ sẽ có cơ hội mua công nghệ đó với cái mức giá rất là thấp và họ có cái phần lợi cao khi mà chúng ta vừa qua được và đương nhiên những người mà trong cái nhóm đa số ban đầu này thì họ sẽ lợi ích ít hơn là những cái nhóm đi trước và những cái nhóm sau này sẽ có lợi ích ít hơn họ các bạn. Đây là một cái điều mình thường đã từng chia sẻ trước đây với các bạn rồi và CG Binance hôm nay tin chúng ta đã vượt qua được The Chasm các bạn, vượt qua được cái vực thẳm này và Thuận cũng có lòng tin như vậy. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Và hôm nay đó chúng ta cũng có một vài cái bài phỏng vấn cũng khá là thú vị các bạn trước hết chúng ta hãy nói tới một bài phỏng vấn ở trên CNBC các bạn người được phỏng vấn đó là một đối tác quản lý tại công ty O360 đây là một cộng đồng siêu giàu các bạn chỉ dành cho những cá nhân mà sở hữu hàng trăm triệu đô la không phải là tài sản 100 triệu đô la trở lên mà cái tiền để đầu tư đó nghĩa là không tính nhà ở không tính những cái mà các bạn sử dụng cái tiền riêng ra để đầu tư đó phải hơn 100 triệu có thể là những người cực kỳ siêu giàu thì họ nghĩ sao về Bitcoin các bạn họ nói là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Bitcoin và Bitcoin có thể trở thành tài sản dự trữ chiến lược quốc gia đừng chia sẻ cái bài này với các bạn rồi chúng sẽ nói on Trump's victory and now let's find out what wealthy investors think with Barbara Goodstein Managing partner at R360, an ultra-wealthy community for centi-millionaires. Barbara, good morning. Great to have you here. So last time you were here you wore red you said it was by accident this time you said it was on purpose so is that is that a sign of what these centi millionaires think about this election Well that is a sign that Trump won the election and we think that there is a lot of big news coming we had our market opportunities and risks meeting last week and there's a lot of upside from this win All right so these investors are excited about the win and obviously what it means going forward um, one thing you say they're excited about is bitcoin. so I, I mentioned to one of our earlier guests that blackrock's bitcoin etf and now has more assets under management than their gold etf. of course, we know gold is a safe haven. i know a lot of your investors, they hold gold as well. what's their sentiment when it comes to bitcoin? and are, and are, are they doing it directly or through etf? we're very high on bitcoin and we've been talking about bitcoin for the past few years. we recommend doing it directly because you don't pay taxes if you're doing it directly. so that's a big difference. but we think that bitcoin could become the next strategic reserve asset. So the country now holds 232,000 Bitcoin. We think that Trump could bump that up to over a million. Thứ nhất các bạn đã thấy được là bây giờ đó mọi người nói về Hoa Kỳ đã tức lũy Bitcoin như là tài sản quốc gia mà họ nói rất là bình thường luôn các bạn hầu như đây là một cái điều mà mọi người đã chấp nhận có thể xảy ra rồi không những thì xưa nữa các bạn khi xưa các bạn nói như vậy đó sẽ bị cười là các bạn quá điên rồ làm gì mà có chuyện đó bây giờ các bạn thì được chúng ta nói tới hoa kỳ là một quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới sẽ tích lũy bịch khôi làm tài sản dự trữ à, là một thứ mà mọi người cũng không cảm thấy là bất ngờ các bạn và chúng ta thấy được là điều thứ hai được nói đến đó chính là một ngày nào đó thì bà tin là cái số lượng dự trữ bitcoin của hoa kỳ có thể lên hơn một triệu bitcoin có thể nói như thế này các bạn chúng ta cũng đã từng thấy những cái đề xuất đến từ thượng nghị sĩ Cynthia là hoa kỳ đã sẽ đi thu mua bitcoin nếu như mà luật đó được thông qua bởi quốc hội thì hoa kỳ sẽ đi thu mua bitcoin trong vòng 5 năm để có thể có được cái số lượng là một triệu bitcoin thì có thể là cái lực mua đó có thể là có ảnh hưởng đến thị trường có thể không các bạn tùy theo họ chia ra mua như thế nào và mua trên sàn OTC bao nhiêu nhưng mà cái ý tưởng đó sẽ khiến cho cả thế giới sẽ bắt đầu nghĩ đến việc tích lũy Bitcoin các bạn và nó khiến cho Bitcoin ngày càng là một tài sản mà nhiều người có lòng tin hơn khi mà những quốc gia tích lũy giống như là vàng Chúng ta cũng thấy được là cơn sốt Bitcoin ngày hôm nay cũng lan tỏa sang thị trường chứng khoán với cổ phiếu của Coinbase và MicroStrategy đều nằm trong top 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ngày hôm nay tăng 18% chỉ đứng sau lưng Tesla và Nvidia. Đây là một điều rất quan trọng các bạn. Các bạn thấy được là chúng ta nói tới MicroStrategy, cổ phiếu này tăng mạnh nhưng mà có nhiều người dịch hay là không có thể là tăng mạnh tại vì có một số người họ yêu thích crypto, họ giao dịch cổ phiếu MicroStrategy mà thôi nhưng mà không phải các bạn. Cổ phiếu MicroStrategy nằm trong top 5 nằm vị trí thứ tư các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ đứng sau những cổ phiếu mà được giao dịch nhiều nhất ngày hôm nay là tesla nvidia có thể cho các bạn thấy được là cái sự quan tâm là như thế nào không những là giá cả tăng mạnh mà cái sự quan tâm rất là lớn luôn và chúng ta cũng có thể thấy được là thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã tuy là xanh nhưng mà cũng không phải là cực kỳ xanh các bạn chúng ta có hai chỉ số là S&P 500 thì chỉ tăng có 0.1 và Nasdaq thì tăng là 0.06 Dow Jones thì kết thúc có cái phần trăm tăng nhiều nhất là 0.69% nhưng mà cả ba chỉ số này ngày hôm nay đã có thể đạt được đỉnh mới nhưng mà mọi thứ đó thì vẫn xoay quanh Bitcoin Crypto các bạn nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ khi mà thường làm video đó thì trên trang chính của CNBC các bạn thấy được là cái khung mà quan trọng nhất mà nhiều quan tâm nhất đó chính là nói về Bitcoin các bạn thấy được là hôm nay đó đúng là cơn sốt Bitcoin các bạn pre market thì bây giờ đó thì chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số thì cũng không phải là thay đổi nhiều chúng ta có chỉ số Dow Futures thì giảm 0.10% nhưng mà ngược lại chúng ta lại có Nasdaq Futures thì tăng 0 trăm và S&P Future thì giảm 0.05 Nói chung đó là không có gì gọi là đáng nói các bạn Sau khi chúng ta đã có một ngày mà cũng coi như là tốt cho thị trường tài chính nói chung Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hôm nay một lần nữa lại dưới 70 đô các bạn 68 đô và 5 cent cho một thùng dầu Chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì ở mức là dưới 2.700 đô các bạn Bây giờ ở mức là 2.630 Vàng là một trong những cái tài sản mà đã không tăng cùng với lại chứng khoán và Bitcoin sau khi mà Trump đắc cử Và chúng ta cũng có thể thấy được là những cổ phiếu đó liên quan đến uh, crypto thì đã tăng mạnh ngày hôm nay MicroStrategy cuối cùng kết thúc tăng 25.73% các bạn đạt đến mới ngày hôm nay ở mức là 340 đô cho một cổ phần cổ phiếu của Coinbase ngày hôm nay đã tăng 19.76% các bạn kết thúc ở mức là 324 đô và 24 cent cho một cổ phần và các bạn có thể thấy được đây là cái lần đầu tiên lần đầu tiên kể từ năm 2021 khi mà cổ phiếu của Coinbase có thể vượt qua được 300 đô các bạn. Tại vì sau khi mà Coinbase lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ đó, thì chúng ta đã bắt đầu đào trend thời điểm đó rồi và chúng ta cũng thấy được là những cổ phiếu khác như là chúng ta nói tới công ty đào Marathon nó hôm nay cũng tăng gần 30% các bạn. Riot cũng là công ty đào Bitcoin đã tăng 16.86% và lý do tại sao thì các bạn đã biết rồi. Tại vì hiện bây giờ đó chúng ta cũng đã thấy là Trump sẽ hướng tới là sẽ ủng hộ những công ty đào Bitcoin Hoa Kỳ để nhiều Bitcoin hơn được đào Hoa Kỳ và chúng ta cũng thấy được là Tesla tiếp tục tăng trưởng, tăng thêm gần 9%, cổ phiếu Tesla bây giờ đã ở mức là 350 đô rồi các bạn. Và thông có thêm một clip nữa, clip này ra thì dài một chút các bạn. À, và trong clip này đó chính là Eric Baumjunas cùng Bloomberg và ông nói là các nhà đầu tư ETF tiếp tục thu mua vào Bitcoin tiếp tục tăng vọt. Bitcoin giống như là vàng nhưng mà với nhiều lợi ích khác nó còn trẻ nó biến động nhưng mà rất là hấp dẫn và trong cái clip ngắn này đó Eva cũng đã giải thích những cái người mà đầu tư ETF đó họ rất là khác với lại những cái trader không thường thường là những người đầu tư ETF thì họ đầu tư rất là dài hạn giống như đầu tư về hưu luôn cho nên đó, cho dù có tin tức như thế nào họ cũng vẫn thu mua và thu mua cho nên việc Bitcoin có ETF là một điều rất là tốt tại vì nó dẫn đến một số nhà đầu tư mà họ cũng ít quan tâm đến cái sự dao động trên thị trường để thường chia sẻ clip ngắn này với các bạn rồi tôi sẽ nói tiếp nhưng mà thật ra đó khi mà chúng ta nhìn vào dòng tiền ra vô thì đối với lại bịch ETF nói riêng đó thì thường cũng cảm thấy là nhiều nhà đầu tư họ cũng khá là phản ứng với lại cái tin tức xấu hay là tốt trên thị trường những ngày mà tốt đó thì có nhiều dòng tiền ngoài ngoại trừ BlackRock chúng ta không tính thì BlackRock có một cái lối đi riêng nhưng mà những cái quỹ khác đó thì ngày xấu là có nhiều dòng tiền ra I don't know if it's numb <laughs> or smart, but ETF investors over the last 15 years have been rewarded for doing yeah. nothing, and so they are totally immune to scary headlines now or even their own fears. They just keep buying because they've seen many times. If you've ever like you know gotten scared and move your money to cash, you've lost. Yep so they bought right up until the election it's like they were on a different planet than the headlines because we thought there could be some drawn out you know the results wouldn't be known mm -hmm. and uh, that's a pretty big catalyst uh, possibly negative catalyst event and they didn't care they just kept piling into equities and then the election hit and they just piled more into equities <laughs> the trading crowd got involved and so you have this explosion which is interesting to me because the s&p was already up like 25% you're only supposed to get 9% a year from the s&p so you're already like three times, mm -hmm. and that just pushes it higher. So, look, I don't know. I think if you're a if you're a calculating person with a couple CFAs and you're looking at this, it's just so hard to keep buying into it. But that just seems to be what's working, um, and I'm not sure what the answer is going forward eric talk to us a little bit about this bitcoin etf i am hearing all sorts of things about it but the volumes speak for themselves i mean people are really buying this up i mean is there you know is this is this real is this is this is this real <laughs> it is real like i know i get it like I, you know i have this theory on bitcoin if you don't have any issue with the debasement of a currency <laughs> or the national debt you probably don't understand the point of bitcoin you're like i don't get it don't need it but if you have if those uh, one of those two things worries you a little and you think maybe the real returns are not going to be as good as the returns on your screen then bitcoin is really going to appeal to you just like gold but to me bitcoin is gold with benefits but you just said gold. that just like gold <laughs> but you can't say just like gold because gld right now is down 2.4% on the day i mean i know it's early going but i mean gold is going the other direction gold i, I kind of admire gold it is a true punk <laughs> rocker it is zero correlation <laughs> bitcoin is positively correlated to stocks it's more like that's why, to me, gold, uh, Bitcoin is like young gold. I mean, it's literally 16 years old. If you know <laughs> any 16-year-olds, they're they got attitude. They're volatile, right. Um, and right now, because everybody has these boring, cheap beta cores, they're looking for a little excitement. So, to me, you get the store of value, the de, currency debasement hedge, plus the hot sauce aspect of it, and I think that's why it's real and is selling and will pass gold. double các bạn cũng đã nghe cái sự chia sẻ đến từ Eric Martinez thì ông tin là vốn hóa của tất cả Bitcoin ETF sẽ vượt qua vốn hóa của tất cả ETF vàng và thậm chí đó còn có thể tăng gấp 3 lần của cái số lượng tiền trong ETF vàng các bạn nó sẽ rất là lớn luôn à, chúng ta cũng đã thấy được là ít nhất nói với BlackRock đó thì cái quỹ Bitcoin ETF của họ đã vượt qua vốn hóa của cái quỹ vàng ETF của họ rồi thì chia sẻ với bằng một lát nữa và ngày hôm nay đó là một ngày mà thật ra cũng có rất là nhiều những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý các bạn à, lên tới là 650 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua. Trong vòng 12 giờ qua đã có 474 triệu đô la lệnh đòn bẩy bị thanh lý. Thì các bạn có thể nghĩ là phần lớn là lệnh số bị thanh lý thì có đúng các bạn nhưng mà cái sự chênh lệch đó không phải nhiều như các bạn nghĩ tại vì các bạn nhìn thấy được một ngày qua đó thì chúng ta có 370 triệu đô la lệnh số bị thanh lý và 279 triệu đô la đình lon bị thanh lý vẫn có rất nhiều đình lon bị thanh lý các bạn tuy là xu hướng tăng trưởng mạnh nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự dao động ngày hôm nay và chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý tại vì thứ tư này ở hoa kỳ đó không phải là ngày mai mà ngày mốt của hoa kỳ chúng ta sẽ có cái thông tin lớn các bạn đó chính là liên quan đến phần trăm lạm phát cpi ở hoa kỳ à, tại vì chúng ta cũng đã thấy được là tuần này là một tuần mà sẽ có rất nhiều những quan chức của Fed phát biểu ngày hôm nay đó là cái ngày lễ của chiến binh ở Hoa Kỳ cho nên chúng ta không có nhiều cái thông tin từ thị trường tài chính truyền thống nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều thông tin các bạn và ngày mai đó là sự bắt đầu của rất là nhiều quan chức của Fed sẽ phát biểu và đây là cái lần phát biểu đầu tiên sau khi chúng ta nghe cái thông tin đến từ chủ tịch Jerome Powell tuần vừa rồi nhưng mà chúng ta không nghe những thống đốc những chủ tịch khác của Fed nghĩ gì về tình hình của năm tới đây sau khi mà chúng ta có thông tin là Trump đắc cử. Chúng ta sẽ nghe rất nhiều những cái ý kiến và có thể là trái chiều với nhau nhưng mà thường sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin khi mà chúng ta nhận được nhanh nhất có thể. Nhưng mà quan trọng nhất là thứ tư, tuần này chúng ta sẽ có phần trăm là phát CPI dự kiến là sẽ tăng nhẹ một chút các bạn là ở mức là 2.5%, tháng trước đó là 2.4%, nhưng mà core CPI đó thì sẽ giữ nguyên ở mức là 3.3%. Chúng ta cũng còn một vài thông tin khác thường cho chia sẻ nhanh với các bạn. Chúng ta có thông tin liên quan tới ENS Lab sẽ ra mắt mạng tầng 2 có tên là Nemchain vào cuối năm 2025 sử dụng công nghệ Zero Knowledge Rollup để mà tăng tốc độ và giảm chi phí giao dịch bằng cách là nén dữ liệu trước khi đưa lên chuỗi chính của Telegram Nam Chain sẽ tương thích với hệ thống ENS hiện tại trên Ethereum. Người dùng nó sẽ không thấy thay đổi gì về việc trải nghiệm ngoài trừ là cái phí ga sẽ giảm xuống. Và đây là thông tin rất là tốt của bạn. Và chúng ta còn một vài thông tin nữa thường cho chia sẻ nhanh trước khi chúng ta nói về tình hình của Bitcoin ETF. Chúng ta có một cái cập nhật đến từ Ledger không biết là có cập nhật nào mới hơn hay là không. Thì các bạn thấy là không có các bạn. Hiện bây giờ đó những người nào mà sử dụng Ledger Live thì sẽ đang gặp sự cố kỹ thuật với mạng Bitcoin. À, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn gửi giao dịch thêm tài khoản hay là xem số dư hoặc lịch sử giao dịch của bạn. Có nghĩa là trong thời điểm này đó, thì có thể một số bạn gặp cái khó khăn khi mà gửi Bitcoin sử dụng Ledger thì hiện bây giờ Ledger đã biết vấn đề và họ đang xử lý vấn đề đó không biết khi nào thì mới xong các bạn tại vì cái thuyết cuối cùng của họ là năm tiếng trước rồi bây giờ vẫn chưa có thông tin gì mới hơn và các bạn cũng thấy là họ cũng đã chia sẻ đó có một giải pháp tạm thời trong khi la trời đang khắc phục sự cố này nhưng mà chỉ nên sử dụng nếu như bạn thật sự cần gửi bitcoin gấp và các bạn có thể tìm những cái bài viết thường chia sẻ trên twitter ở trên facebook và trên Telegram các bạn bấm vào các bạn sẽ đến cái trang này đây là cái trang của Ledger của các bạn và các bạn có thể thấy được là các bạn có thể kết nối ví Ledger của các bạn với cái ví Electrum và các bạn có thể gửi Bitcoin nhưng mà chỉ nên dùng nếu như thật sự các bạn cần phải gửi gấp trong thời gian bây giờ mà thôi và chúng ta lại có một cái thông tin xấu của các bạn lại một cái vụ nữa Thái Lan các bạn có thể thấy được là gần đây đã có rất nhiều vụ liên quan đến uh, crypto vụ này đó là liên quan tới một người có tên là Via Cheslov Libov 23 tuổi một người bạn 18 tuổi đã mời vào phòng khách sạn sau khi vào phòng đó thì anh ta thấy có hai người đàn ông đang chờ sẵn một người cầm dao dài và một người cầm búa Lee Boss bị chối vào ghế và yêu cầu chuyển 500.000 USD vào ví của họ anh đã thương lượng xuống còn 250.000 USD và sau khi chuyển tiền đó họ đã bị thả anh ra đây là cái vụ thứ ba trong vòng hai tuần rồi các bạn cho nên các bạn cũng nên cẩn thận vụ đầu tiên nó xảy ra ở canada khi một ceo crypto bị bắt cóc vụ thứ hai cũng ở thái lan các bạn khi một nhà xác lập crypto bị cướp bằng dao cho nên đó, nếu không cần thiết các bạn đừng nên nói với ai là mình có crypto hết và hôm nay đó chúng ta thấy được là về Bitcoin ETF đó, cái volume rất là cao Tính riêng IBIT đó, như là quỹ của BlackRock chúng ta đã có 1 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong vòng 35 phút đầu tiên Và kết thúc ngày hôm nay đó chúng ta có cái khối lượng giao dịch khổng lồ trị giá là 7,22 tỷ đô la cho các spot Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ đây là cái ngày mà có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ ngày 14 tháng 3 và là ngày cao thứ 6 trên lịch sử các bạn. Quỹ iBIT của BlackRock dẫn đầu với 4,6 tỷ đô la. Theo sau đó là quỹ của Fidelity cũng vừa vượt qua cái mức là 1 tỷ đô la các bạn. Một ngày mà cực kỳ sôi động và chúng ta cũng đã thấy được là riêng về cái quỹ ETF của BlackRock đó thì chúng ta thấy được là vốn hóa bây giờ đã ở cái mức là 33.17 tỷ đô la trong khi mà cái quỹ vàng ETF của họ nó chỉ có vốn hóa là 32.9 tỷ đô la nghĩa là riêng BlackRock đó thì cái quỹ ETF của họ liên quan tới Bitcoin đã qua mặt cái số lượng tiền họ quản lý cho cái quỹ vàng là các bạn cực kỳ nhanh luôn trong vòng chỉ có 10 tháng mà thôi và chúng ta nhìn vào dòng tiền ngày hôm nay đó Thì các bạn cũng thấy được là dòng tiền rất là tốt Chúng ta chưa có thông báo đến từ BlackRock Nhưng mà nhiều quỹ còn lại đó thì đều có dòng tiền dương các bạn Ngoài trừ chúng ta nói tới Valkyrie và Vanek Nhưng mà hai cái quỹ này đó thường rất là im lặng Những quỹ khác đó thì được tích lũy chúng ta có Fidel thì tích lũy 135 triệu Chúng ta có Bitwise tích lũy 42 triệu chúng ta có ARK Invest tích lũy 108 triệu vân vân và cuối cùng nó hiện bây giờ chúng ta đang có dòng tiền dương là 357 triệu chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock và BlackRock thì thường làm chúng ta bất ngờ như là các bạn thấy được là ngày 7 tháng 11 có dòng tiền kinh khủng là 1,1 tỷ đô la hôm nay ra sao thì chúng ta phải chờ mới biết được, thùng sẽ chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn. Còn về Ethereum thì sao các bạn? Chúng ta cũng có thể thấy được là cái tình hình của Ethereum thì cũng đã có cái tiến triển lạc quan hơn. Ít nhất chúng ta cũng nên thấy được là có nhiều quỹ bắt đầu đã tích lũy chúng ta được là ngày hôm nay đó. Một sự bất ngờ là Fidelity đã tích lũy 115.5 triệu đô la Ethereum các bạn. Và kế đó chúng ta có Bitwise tích lũy 15.6 triệu và chúng ta có quỹ Rayscale Mini đã tích lũy 63.3 triệu vẫn chưa có thống kê từ BlackRock mà ngày hôm nay chúng ta đã có cái dòng tiền kỷ lục rồi là một 194 triệu đô la cho Ethereum Nói chung đó thì Ethereum ETF cũng đã có cái sự sôi so động như là chúng ta mong muốn các bạn. Và nếu như nói về phần trăm có lời đó thì tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải xem biểu đồ này quá kỹ đâu tại vì đương nhiên với cái mức giá bây giờ đó là liên tục phá đỉnh thì cái phần trăm có lời sẽ rất là cao các bạn. Hiện bây giờ là 99.9% là có lời rồi, nghĩa là chỉ những ai mà mua Bitcoin hơn mức giá 88.700 đô thì mới không có lời mà thôi. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn ủng hộ và tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.